Xin chào ông bà cô chú chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay là 27 Tết cả nhà ơi. Nghe cái chọi lá của tiền rất là vui luôn nha. Được anh Phong với lại chị Lon có gửi tặng cho bà con là 200 đồng bánh tét. Mấy cái phần da với lại nhân thì mình cũng đã chuẩn bị buổi tối xong hết trơn rồi. Lúc 4 giờ sáng thì mấy cô cũng ra đây phụ gia đình Tuyền cả nhà để mà chung tay gói bánh tặng cho bà con nha. Thì trước khi gói bánh thì em cảm ơn Phong với chị Lon rất là nhiều luôn. Chúc anh chị lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nha, luôn luôn gặp nhiều may mắn và đặc biệt là Tết phát tài phát lộc nha anh chị ơi. Đây, phần da với lại nhân thì mình trộn xong hết rồi. Này trước tiên thì mình sẽ gói nhân đậu trắng trước nha. Bên đây thì là nhân chuối, mình năm nay chỉ gói 2 nhân thôi cả nhà. Một chút xíu nữa là anh chị sẽ lên đây chơi luôn, do là anh chị mới bay hồi hôm qua. Sáng nay mới tới nè, chắc tầm khoảng là 8-9 giờ vậy đó là anh chị lên tới rồi sẽ làm một cái bữa ăn để mà tặng cho mấy cô gói bánh tét luôn nha cả nhà. Giờ thì ai gói gói, ai nứt thì nứt nha. Sao tất cả im lặng hết trơn người ta? Chị nói gì vậy? Đang ngồi im có bánh mà. Ai ngồi chơi chơi. Nói xuống đi ra có cả câu cãi. Người nói rồi. Cho bà hai đây mắc biểu đi. Mắc biểu gì giờ? Tết nhất thì phải vậy á. Năm nào như năm nấy gì nghe. Dạ. Dễ vui nha. Thì hôm nay là có cô hai nè cả nhà. Bà Út nè, bà hai, chín ba, cô năm. Bà Ba Vlog nè, bà Sáu, chị Ba, Hiếm Bảy, với lại chị Hai Tiền. Mẹ thì chạy trong ngoài. Hình như là năm nay mình gói ít hơn năm rồi đúng không? Năm rồi. Ít người ít bánh. Ít người ít bánh hơn. Năm bánh rồi chứ có 2 đội lận. Năm rồi mười mấy nữa. Rồi cái gì gói nữa, năm nay gì nữa không? Đâu ở không đâu. Không đó. Dạ, tao đang gói đàng hoàng. Tao không lạnh gói. Nó còn gì nữa. Rồi nó dưới là không. Năm nay là rau ké đi. Ké. Nhưng mà nó dưới nó rối nó không đâu. Cho mới lá nè cho bà hai. Nơi nhỏ người ta ngồi thích bằng cho giờ thấy hơi bự quá. Năm nay gói 200 đi, quanh năm anh Phong chỉ gói 500. Năm nay gói 500 chứ mặt có cái này nó xanh nè, lên này nãy kia thấy bớt lại đó. Anh Phong kêu gói 500, kêu bà Bảy đi chọc lá kìa. Ok. Bà kiếm vườn chuối nào cho nhiều bữa đu tối ngày nữa. Bà vườn chuối nào đó. Cái nào của em Huệ làm cũng hay, nội nó chọc lá, nội xé, rồi nội lao, nó không phải đâu rồi. Làm mấy ngàn đồng. Một ngày trời chưa gặp. Đây. Cái đầu bánh tét cả nhà. Mình gói xong mình nứt mình sẽ buộc cái đầu như thế này nha, hồi mình buộc lại cặp. Này hồi mình để đòn lẻ mình lấy cái gì nào chính mình mới buộc vô đòn kia vậy ba. Buộc vô hai đòn vô. Buộc cặp nữa dễ vớt. Dễ vớt. Hai đòn dễ vớt. Bây giờ mình nửa dây cho dài đó. Xong rồi cái mình mới buộc lại đầu này một viên này viên kia. Để đòn đòn có vớt. Sao xin miếng hả chị? Lấy nhiều lấy đi em ơi. Chị ngọt quá à. Chị ơi. Chị không có ít kỹ rồi chị ơi. Em ơi. Còn nhân hết. Có con chuối đi. Vậy là nhân đậu mình xong rồi đó hả? Rồi đó. Nứt cho đậu hết đi. Còn không quay nước đầu đi đừng hắt bên trên cho chú ăn trước đó chị đi. Ủa gì đâu bà Sáu gói đi. Gói gì mà mới chưa mà còn mới có thúng một mà 4 giờ gói tới giờ rồi. Yếu quá ha. Còn 2 thúng nữa nhân chuối hả? Ừ. Mày thúng bao nhiêu chuối? Chuối hai quả đậu thôi. Đậu nhân bị gì chưa đủ nhưng đậu hơn còn thiếu. Chút tiên đi. Bà hai vậy hoài nghe bà hai. Mai sống hoài vậy nha, mai sống hoài vậy nha, mai sống hoài vậy nha. Ừ, miễn còn thì chấm nha. Còn thì gói cho mắt còn. Còn thì gói cho mắt còn đi, đừng lấy hết. Mà nửa tao còn tao ở lại tao gói nữa. Rồi giờ này gì nhưng còn có còn, gì. Còn gói cho nó đi. Ai còn cho đòn có chỉ hai già. Hai chuyện bán đòn. Chị hai trẻ. Chị hai đòn bán đòn đi. Kêu bà hai chuyện sao chuyện nè. Bóp. Còn hai đòn nữa là xong đó, rồi con nứt cho rồi bà này có chú đi chị hai 18 tuổi hả? 81 82 năm nay chị 28 rồi 28 hả? 28 hai 28 tuổi
phải có tụ nào kết cho bà hai nữa cái sẵn tết cái này ngày luôn cứ rồi quay bữa nay 18 tuổi bà hai bà bữa nữa là 28. Có ông nào chịu bà hai con không con gả bà hai con đi nước ngoài đứng á bà hai mà đi nước ngoài là mình khỏe lắm đó mình khỏe lắm người ta chê tao dữ lắm mà nhiều mối mà chê trơn rồi cũng như tao ai hỏi gì tao nói là bữa nay 36 tuổi như 11 là 46 hay là đợi ông hai về hước tôi chắc ông hai rước chắc ăn mày hai đợi ông hai rước trong mình có bánh cho không có bà hai buồn chết nữa ông hai rước chắc ăn đó chết luôn chỗ nào nhớ nó nghe tới miền sao mà không có bà chỉ nhắc chỗ đó là chỗ bà hai đó nhớ về nha bà hai Tôi nói thiệt với bà, tôi có chết tôi cũng tối lại với mấy ông Diêm Dương ha. Cái gì? Tôi lại với Diêm Dương. Trời ơi, ông này mình không chối chú Diêm Dương. Thì sao? Thì mấy ông Diêm Dương dưới mình chứng nó mới cho mình về. Rồi. Xin lỗi. Rồi chứ sao? Hãy cho cái Tết tôi phải về vài bữa để chung vui với con cháu. Vậy đó ha. Được chưa? Để không có ai cự hết á. Có hai ngàn cái bò nữa không có đâu không có đâu cho nó thấy nó biết tới đó về nó về mày nhớ cho anh về tới xuống tới cho ông Diêm Dương năm sau không cho tao đi nữa rồi đó ông giỏi ghê chưa sao dây đâu rồi cho cổng coi dây đây nhóc dây gì bộ này đâu đây nó hết rồi để trước mặt nó trời ơi trời ngồi ở đây chứ làm như là đi ở đâu á công nhận thiệt gì sợ đẩy này thiệt chứ sợ không có đứt hay gì gì đây nè một cúng dê này nè đưa bánh cho mấy bạn nứt đi để lộn xộn để mình lấy nè để đây đây trời ơi một đống ở đây chưa nói tới làm gì nữa nó, nhưng chán nó dồn nó thấy nữa chứ chuối rồi nó chạy người ta làm coi ta nó chìm không có nước thôi bà ơi ta làm đi coi người ta để sớm đó nhiễu rồi nhiễu đâu nhiễu kêu nứt rồi hết rồi đi chuối không nứt thôi là tôi gói cậy tôi rồi tôi gói rồi tôi nứt được dạ về nào bảy về hôm qua về nào hả cô tối dạ tối là về hôm qua chào hết cả nhà chào chào Việt Kiều mới về nước nứt bảy ơi nghe tiếng Việt Kiều hơi mệt đó nha mới vậy ngồi nứt luôn nè ai có Việt Kiều nứt không có tiền lẻ gì rồi cô trời ai chuối mình đâu là quay ngang chuối này nè để con gọi bưng qua cho gói đồng chuối nghe cả nhà gói nhân chuối nhân chuối để riêng nghe ta đựng đòn nè ta để đặng mình gọi đó bảy đòn đó để con quay cái này một cái nha bà út ở không ăn mày tao ngồi cái bà qua chưa ở không chia lấy cái thau gì chia ra này để hẹn để ngay giữa nè thau bự quá nè cái thau nổi luôn hả thau trốn không thau thau khác thôi khác cái này ông đó đã trả cho bà sáu thuốc đắng này rồi cái để chuối đi đâu giờ toàn nước gì bẻ không ha dạ với bẻ cho mau cái gì quá nặng luôn bưng không nổi luôn trời ơi ăn biết bao nhiêu mà giờ bưng không nổi khoan vô nãy giờ là tối hả cái này nè đem mua cái thau đó đem mua để cái gậu lên đây chịu cái đó đi tối hồi miêu lên nó hỏi nó gì hả hẹn kia tối có nghe ông sòng chảnh nó đó nó là miêu chòm nghèo với không cái đó nó rất nghiệm một mũi nó nhìn nó chưa nhìn nhận ra bảy là ai vậy đó đúng rồi đây một đồ nó quên bảy đó giấu bên đây cái đó nè sao làm con gấu gì sao làm con gối gì tại vì út với bảy hỏi miêu dạ giờ này là trời sáng lên được chút rồi đó cả nhà gói là từ nãy giờ là hết chân như ngọt rồi giờ quay ngang nhân chuối đựng mớ nhân chuối nè thì nghĩ là chắc cũng tầm khoảng 10 giờ rồi không 9 giờ ha 10 giờ không rồi thì 11 giờ 9 giờ không rồi 11 giờ 1 giờ rồi cái chuyện rồi hả ừ có gì đâu mà sợ sao nghe cái đâu bắt lên nhớ lên bẻ mà ông cứ giết đầu rồi đổ cái xe chạy đánh làm ai nữa. Bảy đang kể chuyện đi bắt ông. Bà sao đó. Nó nói ông hai tầng nhà trước bỏ mà. Ở dưới đất chạy trước không mọi người trên cây đúng không? Đó, chạy trước. Đang chạy trước. Mà bỏ là ta té là ta tới đó là thằng ai đi lo ghế mà bỏ vào ghế thì tao mới chạy thằng ai nó lo nha cái mỏ như cái quặng sao tại muốn là không có thấy ổ không tới chừng mà bỏ ra bỏ thấy cái nhánh đu đủ nó quặng qua không có giờ mới thấy
ông ở đây là khách nhất là chạy rồi. Nước nhanh thiệt. Cái nước chạy nhanh, chạy không ra chạy lại. Chứ ai chạy lại con mà hai. Đó, đặt thêm nhanh rồi. Anh hai nói là ông có hoài đó, ông không hút đó. Trời ơi, con nhanh mẹ rồi. Mới bưng chuồng mà này đã tới đầu kia nào rồi. Về nhà mèo. Gì cơ mèo? Về. Cái bậy. Bậy của nó đi. Dính tài trước vậy. Mang tay bờ làm trước. Ấy dạch nếp chứ để chuối. Còn như ngọt không? Không dính ngọt. Này có như chuối luôn như ngọt. Ừ trắng. Đồ như ngọt hoài, có như ngọt đâu được. Cây đi cô Năm. Như ngọt như chuối. Chuối đó nghe. Giờ tới nước như chuối dây đỏ đi. Dễ phân biệt. Lấy dây đi. Ủa nãy cũng có dây mà. Kìa bên thứ ba kìa. Dây đỏ rồi. Đưa bay xanh lại. Bà lấy cầm dây đỏ đó cái bà băng theo qua luôn. Rồi giờ có bác Năm ra nữa cả nhà phụ có bánh đó cả nhà ơi. Chào cả nhà bác Năm ơi. Đây, mình sẽ buộc mỗi một đầu như vậy là một cặp như vậy cả nhà mình đi nấu. Cha tiền thì đang lò chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, cha đang ăn bún. Chào cả nhà cha. Chào cả nhà. Bún không ơi, là chứ hạn là bánh bát. Đây. Chiều. Chút xíu nữa mình vớt ra xong rồi nữa mình tặng mỗi người một đòn. Bên đây là nhân chuối nha. Đây nhân chuối tới giờ mình nứt gọi hết trơn luôn rồi đó cả nhà. Chắc vô đó đi mình đem xuống dưới nồi chắc. Nè bỏ nhân chuối rồi bỏ lấy nhân trắng. Nhân trắng qua ha. Khỏi khỏi đếm bắt năm mày. Lấy bị. Bị đặt là được. Dạ 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 dạ. Năm con nhỏ cho biết tết rồi đó đưa hai cái. Bữa nay đông vui lắm cả nhà. Mỗi một năm là chỉ có một lần như thế này thôi. Dạ mà sữa dữ vậy. Này khiên lần lần á bác Năm. Con xuống dưới con chắc nghe bác Năm buộc giùm con ha. Ờ, cái này chưa buộc nha. Dạ, cái này chưa buộc. Này. Bây giờ thì cha cũng bắt cái nồi nước lên cả nhà ơi. Giờ mình sẽ thả bánh tét vô nha. Này chắc cho dễ dễ hay gì cha? Ờ, dễ dễ nhiều. Ủa nhớ nhiệm vụ này của anh Phong mà ta sao giờ chưa lên ta? Viết lên luôn bàn giao lại nè ông ơi. Cái này là nhân trắng mình nấu trước nha cả nhà. Cái nào mình nấu theo đó cho nó dễ. Nhân trắng hết chưa? Nhân trắng hết rồi đó cha. Trăm đòn. Không biết hết không mà không biết. Được mà không hết. Nồi nhỏ. Không, đưa vừa cho. Chắc sao cho dễ dễ lên chứ. Rồi xong mình thắt cái dây chuối lại cho nó rút lại cho nó mau chín đó cha. Này cho hồi cho nước thêm mới cha. Đủ ha. Đủ không? Đủ ha. Rồi. Là chui chùm lên nhanh rồi. Lên lá chuối hả? Đúng chưa nghe cha? Đúng rồi. Đặt tâm lá chuối. Đúng chưa cho nó mau chín cả nhà.
theo phong tục hồi xưa là lúc nào nấu nồi bánh tét thì cũng phải cút tắt dây vậy nè để cho nó mau chín, nó không bị nín bánh. Gì con mèo? Chấm cho nước chưa hả đậy lên cha. Sôi nước mấy anh để chấm ha. Rồi cha đậy nắp lại. Để mấy cô gói xong cái phần chuối đó xong rồi mình hấp thêm một nồi bên này nữa cả nhà. Vậy là xong. Mấy giờ chị? 9 giờ. 9 giờ cha. Rồi bây giờ là hấp bánh tét ở dưới, trong thời gian chờ đợi thì mặn mấy con vịt cả nhà, anh Phong với lại chị ông cũng lên nè kìa. Chào cả nhà chị ơi. Tại vì anh Phong đang đợi mấy con vịt cho nên anh Phong lên để mà chào đón mấy con vịt nè. Mệt không chị? Mai về mệt không? Tới mấy giờ? Tới lúc mấy giờ? Ba rưỡi sáng. Ồ. Bốn giờ sáng giờ là 11 giờ. Bác Tư nói là anh lên điện cho bác Tư á. Bác Tư nói là lên là điện. Dạ. Xong hết rồi đó. Đang nấu ở dưới, bây giờ mình chỉ còn làm mấy vịt này là chỉ nấu nữa là rồi đó. Không có, người ta nấu rồi chỉ người ta nấu đi rồi hở nêm đi chứ biết đường đâu nêm, biết đường đâu nấu. Mình tham thì làm gì nữa không? Này quậy vậy nè, giờ là chị Ba ngâm măng khô cả nhà với lại măng tươi hồi sắc ra. Bà Hai với chị Long đồ lặt rau nè. Này có rau muống nè. Bắp chuối hột. Giá. Đây. Cái này bắp chuối nữa nè chị Ba. Bắp chuối hột. Mỗi người công việc đi cả nhà ơi, làm cho mau ăn. Năm tháng nước cement hay chưa nào? Này ngâm bắp chuối hả vậy? Dạ bắp chuối mình ngâm đi cho chán. Không làm chứ mình đây có biết làm được. Hát mau mang mình ngoài. Mình rửa rồi mới để cho cái xề. Mình ngâm mỗi ngâm chanh nha. Đây cái này gói chanh. Ngâm chanh chanh vô cũng được, nó nặng vô trái đi ha bảy. Chanh nó bên đó bảy. Đồ về bánh đêm quá. Đồ đại với đồ này nó chạy. Không có thay hai này ngâm kinh. Bả bển mình lên mấy bài mấy giờ cái này. Dạ bển lên 12 giờ. Lấy nồi này ngâm cũng được đó nè bảy. Ngâm ghi lý hồi mình xách ra nguyên xài bự rau á. Chặt chân ra luôn không? Ủa chặt ra luôn hả? Chặt ra nhỏ 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 nhỏ. Để nguyên con nữa mình cũng mình nữa. Ờ cũng cũng chặt ha. Để lên cho dễ nắm nắm dễ nó xay qua xay lại hai người khó mà sáng giờ mình chưa nấu cơm đó ca. Chưa nấu cơm đó. Ăn bún ăn bún rồi nấu cơm vậy. Bún ăn vịt. Bún ăn vịt mà. Đó thèm cơm sao? Thèm cơm không có cơm ăn đâu. Đó thèm cơm sao? Chị ơi làm gì cho bà Hai với cô Năm ăn chị đặng biết Phong đi mua. Con kìa. Còn kè nữa có bún ăn rồi, bà Năm nó đi về đó rồi. Sáng khoảng mấy giờ, 8 giờ hay gì? 8 giờ đi. 8 giờ ha. Thì dặn ta ra mai sáng hột vịt nữa. 7 giờ đi. 7 giờ mình làm đi đặng mình. Dạ 7 giờ. Em chị em phát phiếu xong rồi tập trung lại trước cửa nhà nhận luôn ha. Bắt từ ông đồn. Trời cháy rồi đó cháy. Bắt từ ông đồn hè. Sáng tới giờ đó. Trời sáng tới giờ đó. Ba vô quay ra. Ba một lần nấu nước cho con hết. 16 Tết mai rồi. Còn ở đây đặt nữa. 16 Tết về ngoại hả? Về sớm à. Về sớm có trễ rồi đó, buồn rồi đó. Đã có bao nhiêu tuần? Ba tuần. Ba tuần bất kỳ. Tới gặp
Dạ. 10 bữa. 9 bữa rồi nè, 27 rồi. Sao nãy giờ người bự không bự không giờ chị nha. Giờ chị đi nhà bự. Dạ, mua gì đâu mà. Lên đầu mà ai. Còn là không bự không. À, thằng đói bụng bưng cho hết cái bụng. Dịch của bà Sáu vậy hả? Dịch bà Sáu. Giờ là chị Long với lại Bảy đang xé măng khô ngay cả nhà. Ờ à, chị, vậy mà cũng nhiều quá chị. Nhiều, thấy chứng tỏ nó nhiều lắm. Vậy đó hả? Biết chị em mua con bó à. Cái này là bao nhiêu ký? Một ký không? Không, 800 gram. Nhiều. Nó khô, nó teo lại. Mình lâm nó đỏ. Vậy hả? Tại vì bà nói là một ký là người ta phơi là còn 200 gram đó. Không, muốn mang vịt nhờ măng khô mà nhờ mang ăn mới ngon đó. Bà bán bó bó vậy đó, em lấy 2 bó, nhiêu tính nhiêu. Ngon hả chị? Bà nói mà mang mới lấy về luôn á. Rồi nồi nước sôi nè cả nhà. Giờ là chị Long quay ngang nấu luôn nha. Chị này thả vô luôn ha. Thả củ hành vô trước. Dạ. Sáu con nha cả nhà. Nay là chị ra tay nấu bún măng vịt nha. Cái này nước thêm không chị? Ừ, chắc đủ. Đủ ha. Đủ rồi. Để nhiều quá. Tại mình thả vịt vô thì nó bớt ra nữa rồi. Quá xá cái nồi bún măng vịt này quá hoành tráng luôn rồi. Chị nêm nếm luôn đi. Cho đường phèn cái này hạt nêm nè. Cái này bột ngọt. Cái này muối. Cái này muối hả? Dạ. Hơi bột ngọt. Bỏ bột ngọt hả chị ha? Dạ. Chị cứ muỗng chảy lên. Cái giá. Ôi. Cái này mình nọ mình luộc mình khỏi đi nắp hả chị? Khỏi đi. Nước nó đục, nó đục. Dạ. Bây giờ là quay ngang làm nước mắm luôn cả nhà ơi, nước chấm. Cho nước mắm vô trước. Cái này mình có pha nước không chị? Không. Không có pha nước phải không? Hết chai không? Thôi không hết đâu, nửa chai. Nửa chai thôi nha. Tại thôi không nhiều đâu. Nhiều đi. Mình làm bằng cái xô luôn. Cho đường vô. Để vô chai nước mắm. Có nặng chanh đúng không? Có chứ. Có nữa ha. Nước mắm gần chanh có cho sao ngon. Nửa cái đường ha. Chồng nó ăn đi. Nhiều đường nữa không? Xíu nó đi. Rồi, xíu mình cho thêm. Mày lên chị. Đây chanh. Dao diện nữa dao nữa ấy chanh gì. Có hả? Cho cái gỗ lược dừa đi luôn đi bà hậu phụ. Kìa, đang đó kìa. Đây, lăn cho kẻ đi. Người ấy người cầm người bắt cái xô nước mắm ông mà vui nó đông gì đó. Vui mà. Ê, đứa mày năm nay chị mày cúng cái gì không? Cúng gì anh? Em nói cho nó biết vậy. Thôi. Để nó bị bắt chiếu sao đâu có được. Không. Giấu rồi. Không. Tiền xài sáng ra. Ghê vậy? Cầu tiền xài xả ra. Để lên cái dĩa cầu tiền xài xả ra. Vì là cộng xả cho nó nữa hả? Cộng xả có sắp tiền coi đây mình ra. Một cái xoài. Không có bữa đó cái ông gì nè. Ông cúng cho nè, xài với gì ta. Em tính hỏi mượn anh cái sổ đỏ rồi em. Em để lên em cúng. Với em lấy cục đất em để lên. Đúng không? Ủa nhưng mà đâu có sổ đỏ đâu anh. Với lại mua trái dư á, bỏ lên. Dư sổ đỏ đó. Đó, ghê chưa.
Nhiêu chanh được cho chị? Thêm nửa trái đi. Nửa trái này hết luôn á. Rồi cháu này vô luôn nha. Vô đi. Đây. Gừng kẹo như mấy ngon nè. Ba người về anh bảo bị đau khổ mà chắc là đợt này phải chia nhiều. Ôi ngồi nó ngon nhiều. Này vừa ăn vừa hút. Này có gừng này nữa nè, em để vô luôn không? Thôi khỏi. Khỏi nha. Hết sảy luôn cả nhà. Cái này thêm rồi ốc nữa. Đây trong này thì nồi vịt nha, bảy đang coi nồi vịt. Gạo cho nó bóng gừng rồi cho nó. Sôi lên hả bạn? Ừ. Chị ơi, sôi cái này mình để lòng mề vô luôn ha. Sôi đi, sôi chưa? Sôi rồi. Sôi bỏ vô đi. Quyết sắc rồi thải vô luôn không chị? Hay là hồi vớt vịt ra đi rồi để thải vô cái nó nát á. Để nguyên miếng vậy đi. Xong sôi tiếp vào đó cho bằng cắt. Vậy đi cho nó thấm nha. Bên này nè, bên này nè. Đừng có đụng vô để nó nắng. Nó gã. Nè, cháy vô luôn đi ha. Một hồi đi vớt vịt thôi để quyết. Không chịu hả? Tại vì quyết này luộc rồi. Tại vì chỉ dính để vô cho thấm. Nè con mưng ấy nha. Rồi rồi con đổ đi. Hết rồi, còn hết. Còn quyết vịt nó dính. Rồi. Quá trời rồi, cái nồi rồi bé ơi. Nè chị. Vậy mà chị còn đòi đặt chục con nữa. Một cái tô, một tô bún phải không? Để vô nửa con vịt đó nghe hết. Bây giờ là anh Phong vớt vịt ra nha cả nhà ơi. Chín giờ. Cái này cho nguội rồi chặt ra từ miếng hay sao chị Lon? Chặt ra cục cục đó. Miếng nhỏ nhỏ thì ăn đó. Nè xong cho bà chủ vô đặng nhiệm vụ nó sao đây nó đây nè. Ủa chứ Lon nấu tiêu rồi. Có rau củ thả vô có không? Này chắc hả măng vô quá. Đúng không anh Long? Em lấy cái giá lỗ em vớt. Cậu bảo mày lấy cái hết phải không? Dạ lấy cái hết luôn. Cái này là chỉ có để nguội mình chặt ra thôi. Trời ơi, nó trốn xuống bây giờ, đi uống trà xuống, mà giờ trốn nãy giờ nó xuống rồi. Cái phèo sao? Lấy ra luôn hả? Lấy ra luôn đi anh ơi. Wow, béo dữ rồi nha. Cái nồi nướng này béo lắm á. Bây giờ là vớt ra xong hết rồi, giờ chị cho măng vô luôn. Cho măng tươi luôn á chị. Măng tươi đâu Hiếm Ba ơi? Chị giùm em luôn anh Phong. Rồi chị nêm nếm lại luôn nha. Bây giờ là bắt lửa, bộ tạt lửa cái gì vậy? Rồi chị để bánh đi em nhúm lại. Hết lửa tiền ơi. Bỏ gì? Tự giờ nè. Dạ dạ. Cái này mình cho nó thiệt là nóng lên luôn á chị. Hồi cái mình trụng mình ăn luôn mà, phải không? Đúng rồi. Dặn rồi. Mình nói dặn luôn. Dặn luôn rồi. Chặt dịch. Kể từ đây cách ly dặn luôn. Cách ly luôn. Tại bà ba có chích cái 5 mũi rồi, bà chích 6 mũi là bà cách ly liền à. Vịt mềm sẫm luôn. Đúng không? Bảy chín tiếp. Dạ được bảy. Chặt được ăn chặt được nghỉ ăn. Này vịt xiêm mà. Ừ.
ăn gì chặt luôn nè, đừng có chẻ ra nữa. Ừ, vậy đó, về tôi bán là phải dài vậy đó. Hào, hào, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chặt rồi. Chặt con hào phải không? Hào dữ lắm. Cái gì đó khéo đó. Đá người ta đang hà tiện mà. Hứa đây, ừ, đúng rồi đó. Ừ. Càng nhỏ càng, càng nhỏ càng tốt. Nhỏ hơn con gì vậy? Gì vậy? Phải dùng luộc 45 phút. Ờ, có tí nữa đó. Ừ. Cái mảng bự này con cắt mỏng lại. Con cắt mỏng lại, ừ. Ai mà da mà khéo dữ ta? Ai mà da mà bén dữ ta? Da mà chặt cái một, cái một. Không ai biết mày vậy đó. Rồi giờ thì Tiền sẽ trụng cái phần bún trước nha cả nhà. Hồi cho chị lo múc nước. Mình trụng sơ thôi. Đang cho nó ra ba cái chất rau nè, dưới lại chất bún. Nè. Xong rồi đưa xuống cho chị Hai để thịt nha. Nè chị ơi, để thịt đi. Nè. Dạ dạ, bún nước xong mình bỏ hành ngò lên đó chị ha. Rồi gì được chưa? Đây. Mình múc ra tô luôn nè. Vậy mới ngon đó chị. Trộn người tô đi, cái hồi mình để rau với thịt để riêng, ai ăn thêm thì mình gấp thêm ha chị ha. Ừ. Bảy bảy ra sau lưng rồi chuyền chuyền thành phẩm xuống đi. Cái ai bê xuống giường mình á. Mình cái mâm mình bưng mà. Ôi trời ơi. Ở đây để gì bên thành phẩm là ngò. Để ngò để vô. Ừ. Ở ngò đó không có phải ngò. Bích trăm bưng ra để mà bà. Ừ. Thành công chưa? Cái nhà ăn để cho mình chưa? Mình đây rồi. Bưng luôn thịt hồng. Bưng luôn cái măng đi. Bưng cái măng lên. Bữa nay là nhà rất là đông vui nha cả nhà. Chị Loan năm nào cũng vậy vui lắm mấy chị Loan ơi. Hy vọng là như vậy ha. Dạ. Bây giờ má ơi đập tô luôn quậy luôn rồi. Ai điện em đó, trời ơi rung dữ chị, rung rung quá nóng rồi, đói luôn á, quá đầy nó. Nghe là chị em để cái mâm này vàng rồi nè, để cho nó đi cho nó đỡ nóng rồi. Ừ, cái này nó sao trộn, tại cái tô nó quá nhỏ chứ không thì chị nha. Tô nhỏ quá nhỏ không có để nữa được. Mấy cục thịt này lên là thấy nó chạn chề hết rồi cái mâm rồi. Có mình cho bớt rau là ý tiện. Ví dụ ai muốn ăn thêm rau mình cho thêm rau. Gao quá chạy bớt hả? Ừ. Chứ anh thấy bớt chứ lắm rồi đó, ít xịu rồi đó. Chị chịu lên cái kia cái tại vì chị, tại chị múc măng nhiều quá. Không có, múc ít hả? Múc cái xíu là đó. Có cái chậu cạn. Vậy hả? Nó lỡ rồi, tôm gì luôn đi, em có điều. Chị hơi ít gao lại. Cái tô mà được cái tô bự như vậy. Đúng rồi, cái tô nó rộng đó. Phải lấy 20 tô của chị ở ngoài. Rồi để cho nó tư coi đi. Để trong giờ mình đi. Rồi thì cả nhà ơi, từ nãy giờ thì bún ăn vịt chị Long cũng đã nấu xong rồi, cũng trụng hết trơn luôn rồi đó. Và Tiền cũng xin mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng bún ăn vịt với lại đại gia đình Tiền nha. Hôm nay thì có anh Phong với chị Long, chị Long về là nấu nguyên một nồi bún ăn vịt luôn. Vỗ tay. Rồi hôm nay cho chị Long phát biểu thôi nha. Hôm nay là gói cần rồi. Anh Phong đi. Hôm nay là gói bánh mì. Chị chạy. Tự nhiên hai người lắc đầu quá vậy. Thôi anh phát biểu đi. Em từng nói. Cho đại diện đi. Rồi đại diện. Cái này uống. Cho đại diện. Rồi giờ em sẽ đại diện luôn nha. Thì hôm nay á là nhà của con rất là vui luôn.
thì con thay mặt cho kênh Nét Sống Đồng Quê cảm ơn Phong với lại chị Long nè. Trước tiên, cái thứ hai nữa là cảm ơn mấy cô ở đây đã đến đây để mà gói bánh tét phụ gia đình con, để biếu tặng cho bà con ở đây những cái phần bánh tét này. Thì chúc mấy cô năm mới có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi hết. Rồi giờ mời đại gia đình mình ăn nha. Vô thôi. Dạ Nhật Lê. Vô giờ mình cũng ly đây. Cũng ly nha. Vô. 1, 2, 3, vô. Vô ra ơi. Nè, vô. 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 Mẹ. Nên là mấy cô sáng gói cái nhà, có chú Linh ra nữa nha. Cô Năm với bà Hai thì ăn chay trong này. Thôi nhiều quá. Sao nhiều quá. Cái đồ người ta tao đâu uống nít đâu tao được cái đồ vậy? Thì ba cho con cái muỗng. Mời cái nhà, cái nhà ăn bún, mời mấy cái nhà nấu mình gặp nha. Cái nhà. À. Quá trời. Mời cả nhà. Mời tía, tía mấy ông dịch luôn nha. Mời chú Nguyên, chú Nguyên ơi. Mời đại gia đình ăn dịch nha. Quà nó đã quá. Ướt ướt ướt. Thấy ớt này chú Anh Phong. Cho em chén ớt anh Phong ơi. Để chén cái chút. Ai ăn ớt hả? Mời cả nhà. Vô, vô ngồi anh ơi. Dạ. Mời anh Nguyên luôn. Chiến ăn ớt hả? Mày ăn ớt hả? Dạ. Ớt tôi bầm tôi mới ăn, ớt ai bầm tôi không ăn. Để xương. Bẻ nữa, tái không bẻ. Chấm chung trang nha em bạn. Là con chấm để nó đi cho chị. Ê, bảy cái này nè, con phải chấm chung đi. Dạ. Trời ơi, này chắc bưng tô lên ăn cả nhà ơi. Quá trời, nó ngon rồi. Mời cả nhà. Nóng ngon nè. Ngon lắm. Ừ. Mời, mời anh ba cô đơn nha. Vừa ăn ngon. Có không? Sáu kéo cái chén nước mắm nữa lại đi. Có nước mắm hơi mặn phải không? Không vậy. Vừa ăn rồi. Không chị ơi, ngon. Nước mắm được mà cay quá. Ăn cay dở. Tại người ăn cay. Ai đâm ớt không? Em ăn cay chắc luôn á. Ta ăn cay hết hà nó mới ngon. Hôm nay là đổi món ăn bún ăn vịt nha cả nhà. Mấy cô ở đây coi hồi nãy giờ có ai chưa ăn bún ăn vịt nữa không? Chưa. Bả chưa ăn luôn, bác Nam chưa ăn đúng không? Ừ. Chị ba ăn rồi. Chị ba ăn ở Bình Dương. Mình đang chợ gì nè tiền? Dạ, chợ Tân Châu. Ừ. Phải không? Ở Bình Dương nhà Bình Dương Tân Châu ở Tân Châu mình ăn bún ăn vịt đó. Bún ăn vịt này ăn cay mới ngon. Ừ. Ta bán cay lắm. Bảy thôi được ngon chứ ăn cay mới ngon. Đúng rồi, cay cay nó ngon. Băng khô ngon. Dạ băng khô ngon giòn. Quá tuyệt vời này. Nhà một đông quá đông. Đại gia đình. Ở đây có mấy dĩa gỏi nữa nghe, mấy cô cứ dùng tự nhiên nha. Còn hạt chấm nữa mẹ. Còn nữa đó. Ừ, cái này nó ngâm nhi bánh nó kìa. Bán tư với anh Phong đang nhậu online. Bà Hai ngon, bà Hai. Đổi lên đi bà Hai. Ngon. Giờ vô. Vô. Cái đó muốn rượu quá vậy á. Muốn rượu. Ê, cái kem. Bia hay kem. Bia. Bia hay kem. Bia. Bia. Hồi nãy bác Tư rủ chú Ninh nhậu hả ta? Ừ. Có không? Ngon quá. Ngon không nhí? Miêu khen. Ngon quá, dặn chú ăn không? Ê, ông nó không dám rủ chú Ninh nhậu kìa. Chú Ninh nhậu xí chú Ninh quậy. Tân sợ rồi. Còn bây giờ thì kiếm thêm cái bầu tử nữa chứ mới hết rồi. Nhiều quá. Hôm nay bà xã nấu sao anh Phong? Nằm chết rồi tỉnh đi về. Mình hồi nào giờ 28 năm gần 29 năm rồi mình gành quá mà. Dám lên tiếng à. Ê sao mày nói bà xã mày nấu ngon rồi.
Con dở thì nấu đi, có gì có ý chí. Đâu dám chê đâu bác Tư ơi. Bác Tư là lương chứ là con bác Tư giống nhà không dám lên tiếng. Ngon không? Ngon. Ngon không hả? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Bà cầm chai rượu ra, bà đụng ghê. Vậy hả? Vô chị ơi. Cảm ơn hả? Chị em, hẻo qua đây. Thôi, qua năm kìa. Thôi hả? Dạ không có. Hẻo qua đây con, cảm ơn gì hẻo qua đây. Vô ăn thôi mà. Con nghe à. Ken nghe đây ngồi chơi ta, Ken không ăn ta. Ken không ăn cái đồ gì không ăn chị. Không ăn. Nó lấy ống nút của bà hết trơn luôn kìa. Nhưng nút phá rồi. Nãy không bị cái gì ướp mình. Lát cho các con xuống không kịp. Em đái quá. Thấy kìa, thấy. Con bắt đầu thấy nè. Ngoại ngoại kìa. Em không biết ở bụng rồi. Bác Tư nói gì vậy? Thì cả nhà mẹ hôm nay thì con đó rất là vui luôn nha cả nhà, được anh Phong với chị Loan đẩy món bún măng vịt đó gửi tặng cho gia đình với lại mấy cô ở đây. Thì năm mới thì tiền cũng kính chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn có một năm mới hoặc là an khang thịnh vượng vạn sự như ý nha. Thì cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye, bye, bye.